cho anh em xem đánh nhau nhé, nhưng nếu ủng hộ lại thì cho một vài liều này rồi. Ở bọn Overnight đang đánh mình, bọn này đồng thế, ui ghê nhỉ, bọn này ghê nhỉ, trời ơi, thoải mái đi nha, bây giờ mày tao off game vẫn được, hay mình lại off game này. Có 10 giây, 10 giây đúng không? Có đúng 10 giây trong game tao lại vào lại. Đấy nha, để tôi cho ông xem nha, thì đến đúng hết 10 giây tôi họp game tôi vào lại. Chiến với anh em này cả ngày luôn đấy, một mình cân một liên đấy, nó skill nó đam kìa, ghê không? Cái dây miễn dịch điện lên này, dây miễn dịch điện này, ấy à, ghê không? Ghê vãi lìu luôn đấy, trời ơi còn 48 giây nữa. Khả năng mình phải off trước khoảng tầm 15 giây off. Nè, bây giờ thì tôi off này. Off xong phải chờ một lúc nhá, không phải off ngay vào được đâu, off phải chờ một lúc. Nó khoảng cầm cỡ 20, 15, 20 giây gì đó, xong là vào lại. Được rồi, 26 giây, 26 giây, off, trời ơi, bọn mày tuổi gì, không bao giờ ăn được anh, trời ơi. Không đủ trình nhé. Thì tao mà lại cho mày chờ, à, chờ tí. Nó phải chờ mấy giây mới vào được anh em ạ. Không là kiểu là nó vào nó xin nhập lại mạng, xin nhập lại mạng. Không vào được, phải chờ mấy giây. Cái tờ đi này, bọn mày cứ sợ nhỉ, một mình trong cân sợ cái gì là thật sự như vậy. Đang chờ nhập mạng nha anh em, mà kiểu vừa thoát ra ấy, phải chờ một lúc vào được. Nó sẽ ghi cái chữ là xin kiểm tra lại đường mạng và đăng nhập lại. Thông thường thì là một phút mà được. Đây rồi, vào lại rồi. 4254 này. Đây rồi, ôi trời trời, bạn này chơi đấy, để đấy, ăn đi. Ăn tao đi. Trời không đủ chơi. Yo. Chiến đấy. Bản lĩnh là chiến đấy. Đâu à? Giải tán rồi mà, tí thôi, giải tán đi. Có một lần nha, chia sẻ với anh em như này, thì có một lần ngày xưa tôi chơi cái thời mà phù nó còn ở trong trong cái điểm tặng ấy đấy, à, tôi đánh nhau với một thằng ở trên thành đồ sơn để mở cái hò ấy. Cái thời mà cái cao tinh hóa nó còn trong à, chưa có ở mã tặc ấy, cái cao tinh hóa chỉ có trên côn à, trên thành đồ sơn mà hò thôi ấy. Mà tôi đánh nhau với thằng đấy từ lúc 1:30 đâu 1:15 buổi trưa, 1:15 đến tận 6:15 tối, tức là cái lúc mà Bảo Sơn ra lần nữa đây này, đây nhở, đây Bảo Sơn này 13:15 này, đến tận lúc đây à, đến tận lúc này là buổi chiều hôm mới rảnh, hôm ấy trời mưa buổi tối, à đâu rồi mưa mà buổi mùa đông, mà thằng ấy nó cũng lì, công nhận là nó cũng lì. Thôi nhé, ta đi về đây. Thế thôi.